khu nhà cũ ngày xưa ở trong Trường Trần Nông Trang. Đây nhà cũ này, có người sinh sống nhỉ. Công ty của Uyên ngày xưa. Lối vào nhà cũ ngày xưa đây, ngày xưa tuyết nó rơi ngã sấp mặt. Còn dốc suốt ngày đi làm. Đây là nhà thờ. Nhà thờ vẫn thế. Không có gì thay đổi. Với khu này vẫn thế. Đây là cái nhà cũ ngày xưa lúc bắt đầu mới về để làm ở công ty vỏ điện thoại. Trên tầng này khá lạnh, sưởi bằng điện, bằng dầu, ngày xưa tốt bao nhiêu tiền dầu. Ngày xưa thì làm sân ốc ở dưới này, dưới ngầm đây. Đây, sân này này, là ngày xưa sân ốc cũ, dập ốc. Bê bao nhiêu ốc xuống cái đường này, phê lòi mắt ra. Xong sân này là nghỉ ở nhà buôn bán này, không làm nữa là nhà buôn bán này. Ngày đầu tiên vào đây là vào làm ở xưởng đây. Giờ xưởng vẫn hoạt động. Đây chính là cái con xưởng ngày xưa. Một thời sưng. Còn đây là xưởng giặt nà cũ này. Vẫn còn ngõ này nhưng mà xưởng nó mới hơn. Xưởng giặt nà giờ lên cái khác rồi. Đây là xưởng cũ ngày xưa làm ở đây này. Đây là xưởng giặt nà. Và đây là đường vào xưởng cũ này. Vẫn ký ức mãi cái xưởng cũ đây. Xe mấy chục năm rồi, hàng vẫn chạy kinh thật.